Nhiều nghệ sĩ bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của võ sư Vũ Hải, người đảm nhiệm vai Hùng Cá Rô của phim Người Phán Sự. Tối ngày 10 tháng 4, thông tin võ sư hoặc diễn viên Vũ Hải, người vào vai Hùng Cá Rô trong Người Phán Sự qua đời khiến nhiều người tiếc thương. Trước khi rời xa cõi đời, ông đã chiến đấu với căn bệnh ung thư tủy. Ông hưởng thọ 62 tuổi. Được biết, võ sư Vũ Hải bị bệnh ung thư tủy, đã điều trị 3 tháng nay nhưng không thuyên giảm. Hiện tại, gia đình võ sư Vũ Hải cùng Hội Võ Thuật Hà Nội đang chuẩn bị hậu sự cho ông. Ông Lê Ngọc Quang, Tổng thư ký Hội Võ Thuật Hà Nội chia sẻ, trước khi mất, anh còn trăn trở nhiều vì không thể tiếp tục những dự án dang dở dành cho Hội Võ Thuật Hà Nội nói chung và môn phái của mình nói riêng. Trên màn ảnh, Vũ Hải thường xuất hiện với hình ảnh bặm trợn, nguy hiểm, sẵn sàng tấn công hoặc thủ tiêu người khác, nhưng ngoài đời, anh lại được nhận xét là người hiền lành. Ông Lê Ngọc Quang xúc động bày tỏ, võ sư Đặng Tam Thuận, người cùng tham gia nhiều phim với Vũ Hải ngậm ngùi chia sẻ, vẫn biết ngày đó sẽ đến nhưng nó đến nhanh quá anh ạ. Thân mang trọng bệnh anh vẫn rất lạc quan và hứa với em sẽ tiếp tục đồng hành làm những sự kiện lớn. Hàng chục bộ phim được sát cánh cùng anh ở nhiều vai trò từ diễn viên, các cơ đúc, chỉ đạo võ thuật, cùng quên ăn vì những sự kiện võ thuật nước nhà. Có những lúc anh em chỉ nhìn nhau, một cái nháy mắt đủ để hiểu được mọi vấn đề. Vĩnh biệt anh nhé, còn lần cuối trên cõi tạm này chúng em sẽ thực hiện điều mong muốn cuối cùng với một lễ tang con nhà vọc. Là bạn diễn trong Người Phán Xử, diễn viên Bảo Anh, vai Bảo Ngậu, xót xa bày tỏ, anh đi gặp chủ tịch NSNJ Hoàng Dũng, BV đúng không ạ? Thế tạm biệt anh nhé, Hùng Cá Rô. Diễn viên Lương Ngọc Dung bàng hoàng viết, vậy là mất cùng một bệnh giống thầy NSNJ Hoàng Dũng, anh nhỉ? Buồn, thật buồn. Phía dưới bài đăng, các diễn viên Thanh Hương, Danh Thái đều bày tỏ lòng thương tiếc khi nghe tin võ sư Vũ Hải qua đời. Sự nghiệp diễn xuất, bên cạnh phim Người Phán Xử, võ sư Vũ Hải từng tham gia các phim Đầm Lầy Bạc, Giấc Mơ Hạnh Phúc, Bản Di Chúc Bí Ẩn, Hạt Mưa Xa, Hoa Bay, Câu Hỏi Số 5. Vai diễn gần nhất của võ sư Vũ Hải là Thắng, bố của Thi Do Thu Quỳnh thủ vai trong Hương Vị Tình Thân, thuộc giới giang hồ, làm ăn kinh doanh. Sau khi Hương Vị Tình Thân khép lại, cuối năm 2021, Vũ Hải chưa tham gia dự án mới. Vào giữa tháng 2, trên trang cá nhân ông vẫn nhắc lại kỷ niệm của Người Phán Xử. Võ sư Vũ Hải ra đi, nhưng có lẽ cái tên Hùng Cá Rô sẽ còn mãi trong trí nhớ của những khán giả yêu thích phim truyền hình Việt. Nhiều khán giả cũng để lại bình luận thương tiếc sự ra đi của nam diễn viên. Hùng Cá Rô trung thành tuyệt đối với Phan Quân, giờ anh đi gặp sếp ở thế giới bên kia rồi. Mong anh yên nghỉ. Xin chia buồn cùng gia đình anh, ôi thích nhất chú này đóng vai giang hồ, nhìn khí chất oai hùng, vậy mà. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.